ơi, mình đã đi chợ về rồi đây. Mình sẽ cho tất cả mọi người xem là ngày hôm nay đi chợ 150 được cái gì nha. 150 đô thì khoảng tầm 3 triệu mấy bên Việt Nam ha. Hai các bạn, đây bây giờ mình sẽ khui đồ cho các bạn xem nha. Mình mua được những gì nha. Rồi, đây cái này hồi nãy hai chị em đói quá mua bánh về xơi ngay tại chỗ. Bánh này một hộp 2 đồng mấy, 3 đồng. Đó. Rồi chuối sấy nè các bạn. Chuối sấy bên đây 33 đồng mấy, gần 4 đồng á. Nhưng mà mình thấy ăn cũng rất là ngon. Nó giòn rất là ngon các bạn. Đây, nếu như các bạn mà có theo dõi cái kênh YouTube vlog của mình á, Kim Minh Vlog á, thì các bạn sẽ thấy mình ăn cái bánh này nè. Mình có làm cái video ăn cái bánh này rất là ngon phải nhỉ. Hai chị em ngồi trên xe khui trước một bịch ăn rồi. Bịch này là 3 đồng mấy nha các bạn. Hai chị em mua đồ gì làm chè ha? Cái này là cái gì nè, cái hạt giống như là thạch vậy đó. Đó à, rồi cái này xương sâm. Xương sâm mỗi một cái lon như vậy là 3 đồng mấy. Đây, rồi cái xương sáo nè các bạn. Xương sáo bên này họ làm sẵn như vậy nè. Mình mua về mình chỉ đổ ra thôi. Mình chỉ đổ ra mình làm nước nước cốt thôi. Đây, con này nhãn nhục. Nhãn nhục các bạn. Với một chai dầu hào. Đó. Với một cái chai nước tương. Nước tương đen. Thay vì ở bên Việt Nam mình đó là phải mua cái tương hột đen rồi bắt đầu mình về mình xay ra, thì cái này họ làm chất lượng sẵn luôn. Vậy nè, mình khỏi cần phải xay, chỉ cần đổ ra chút xíu nữa là nhà mình sẽ ăn gỏi cuốn. Và mình lấy cái này bắt đầu mình làm. Ở nhà thì có đậu phộng bơ rồi, cho nên chỉ cần mua cái tương đen này thôi, bắt đầu làm. Nên làm rất là nhanh các bạn, chỉ cần đổ ra bắt đầu nấu lên thôi. Dạ. Yeah. Oh, cái này à, cái này là đậu phộng. Đậu phộng này bịch đậu mấy hả chị Lo? Không nhớ em. Đang theo đồ ăn bên Mỹ nè. Rồi thịt heo, ba rọi nè các bạn. Các bạn thấy ba rọi bên đây ngon không? Nhìn hấp dẫn không? Đó, các bạn thấy không? Nhìn hấp dẫn nè. Cứ kêu bằng ba rọi là ba lớp. Một lớp mỡ, một lớp thịt, rồi một lớp mỡ, một lớp thịt là ba rọi, đúng không? À, các bạn nhìn ngon không? Họ phân cái thịt ba rọi ra rất là ngon, chứ không giống như bên mình làm nguyên một cái sâu dài như vậy luôn. Đây nè, các bạn xem nè. Là một phao 3 đồng 69. Thì cái dĩ này là 6 đồng 31 sen. Đó, nhìn ngon các bạn ha. Họ phân sẵn nhìn ngon dễ sợ. Nè các bạn, mua ba dĩ luôn, thấy thịt ngon quá mua ba dĩ luôn các bạn thấy không? Đó, chưa, cái này á mình làm thịt ram mặn cũng ngon nữa. Với mua thêm mấy bịch, mấy trái chanh để về làm nước mắm chút mình ăn gỏi cuốn. Ủa, mình ăn gỏi cuốn tương mà đâu cần nước mắm đâu chị Lo. Trái chanh nó ngon luôn. Ờ, cái này các bạn, cải, bắp cải. Cái bắp cải bên đây nó có hai loại các bạn. Bên đây nó có hai loại, một cái loại xanh, một cái loại tím. Cái loại xanh nè các bạn. Nè, các bạn thấy cái thân nó màu xanh không? Vì cái lá nó cũng màu xanh luôn. Còn cái này á là cái thân nó màu xanh mà cái lá nó màu tím tím nè các bạn. Salad. Salad mà mình cứ nói bắp cải. Cái này nè, các bạn thấy không? Cái lá nó tím tím nè. Thì cái loại này ăn thì nó giòn hơn. Mà còn cái loại này thì ăn thì nó có hậu đắng. Cái loại xanh này nè, cái loại xanh này ăn mình ăn nó có hậu đắng đắng. Còn cái loại màu tím này mình ăn có vị nó giòn. Nó giòn mà cái ngay cả cái gốc này luôn mình ăn gần cái gốc luôn nó cũng không vị đắng. Nhưng mà cái loại này á, thì mình ăn gần cái gốc là nó cứng mà nó đắng nữa các bạn. Nè, các bạn thấy không? Đó, hai cái bắp rất là to.
Mua bí đao gì nấu canh hả? À, nấu nước hả? Nấu tầm. Đây một bịch đậu phộng, một bịch như vậy là nãy là 3 đồng mấy chục sen á. Ta chút về làm đậu phộng ra. Các bạn rau thơm nè. Rau thơm tí tô là họ bên đây họ họ để như vậy đó các bạn, họ vô cái dĩ như vậy nè. Thì trong một cái dĩ như vậy là 3 đồng 49 sen. Một dĩ là 3 đồng 49 sen nè các bạn. Thấy không? Ta 3 đồng 49 sen nè. Đó. Rồi nãy còn thơm. Đây nè, cái này thì cái này là rau chấp cá, họ cũng vô như vậy luôn, họ cũng để rất là lịch sự vô cái dĩ như vậy nè. Rồi ở đây là 3 đồng 99 sen. Các bạn thấy không? 3 đồng 99 sen là tương đương là gần 70 đồng. 70 đồng tiền Việt Nam. Đúng chị Long. Còn cái này là rau thơm, hình như cái bó này đồng mấy thôi chị Long. Bó này đồng mấy? Nếu như mà họ mà vô cái dĩ như thế này thì nó sẽ mắc gấp đôi và nó trọng lượng nó sẽ nặng gấp đôi. Nó sẽ nặng hơn. Còn cái này thì mình mua mình không có cần ăn nhiều tại vì ở nhà hồi nãy còn cho nên chỉ mua một cái bó nhỏ này thôi. Đây, hồi nãy thấy thấy cái rau này kêu bằng cái gì quên nữa rồi chị Long. Ngò gai. Ngò thấy hả? Ngò rí. Giống như ngò rí bên Việt Nam nhưng mà ngò ở đây nó bự hơn. Ở bên Việt Nam mình nó là ngò rí là loại nhỏ 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 các bạn, còn bên đây là ngò. Ngò này nó bự. Ngò này bự. Mình bởi vì người ta nói là Mỹ cái gì nó cũng bự hết là nó như vậy đó các bạn. Là nó bự nè các bạn thấy không? Nó to mà nó cao, nó thấy không? Còn bên Việt Nam thì của mình khoảng tầm một gang tay là vừa. Còn cái này nó dài hơn một gang tay luôn các bạn, thấy không? Là ba bó một đồng á chị Long. Ba bó một đồng các bạn, là bao nhiêu đây nè các bạn? Thấy nó rẻ không? Là tại vì bữa nay nó rẻ hơn nghe chứ tùy bữa, tùy mùa nữa, chứ không phải tha, không phải lúc nào cũng vậy đâu. Giá trung bình nó là 79 sen một bó. Thường là giá trung bình nó là một lọn như vậy đó. Như hồi nãy mình cầm lên cho các bạn xem nó một lọn như vậy nè là 79 sen là gần một đồng á. Nhưng mà ngày hôm nay nó ba bó một đồng, rẻ. Cho nên mua về gói rau ăn đã luôn. Thường bên đây mà ăn gỏi cuốn rồi đó là sẽ mua ngò gói vô rất là nhiều. Và còn đây là hẹ nè các bạn. Bởi vì người ta nói hẹ bên Mỹ cái gì nó cũng bự hết trơn là chính xác luôn nè. Mình đưa dẫn chứng cho các bạn xem nè. Tới cái cọng hẹ mà nó cũng chà bá nè các bạn. Xem à. Mà thấy cái cọng hẹ có cái bụi hẹ nó. Bụi hẹ như bụi cỏ vậy á. Nè các bạn thấy không? Cái cọng hẹ trời ơi nó bự mà cái thân nó cũng bự nè các bạn thấy không? Cái thân nó to nè. Bởi vì người ta nói Mỹ cái gì nó cũng bự là chính xác luôn các bạn. Mình qua đây mình thấy cái nè, bự rồi nè các bạn ha. Cái lá nó to. Nhưng mà nó cũng thơm các bạn. Nó thơm chứ không phải là nó không thơm đâu nha, nó vẫn thơm mùi hẹ rất là nhiều. Thơm ngon. Thơm ngon lắm á, ăn cũng như hẹ. Hẹ ở bên Việt Nam mình vậy đó, giống như mấy cái hẹ mà nhỏ 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 vậy đó. Và cuối cùng là hai bịch. Hai cái này là cái gì? Blackberry. Đó, đang học tiếng Anh luôn mọi người. Blackberry. Đó. Black hả? Black. Blackberry. Đó, màu đen đó. Đó. Là hai hộp. Hộp này nhiêu chị Long? 2.50 một hộp. 2.50 một hộp nha các bạn. Cái loại này thì thường nó mắc lắm. Cái giống cái trái cây này á bên đây thì bán nó hơi mắc. Tại vì nó đổ thừa là ăn để trợ tim nó bán. Thì nó mắc trên trời. Dạ. Đây rồi trái này trái dưa gan, dưa gân. Giống như dưa gan nhưng mà người Mỹ họ kêu là honeydew. Honeydew. Trái này là trái dưa mà ăn ở trong nó giòn giống như là các bạn ăn vỏ của trái dưa hấu mình vậy đó. Giống như ăn vỏ trắng của trái dưa hấu thì ăn y như vậy luôn các bạn, nhưng mà nó có cái hậu ngọt ngọt. Cái này nè chị Lon, em đợt đó em có đi hội chợ nó bán cái này nè, nhưng mà nó sấy á chị Lon. Ăn rất là ngon. Nó cái loại dưa này nè các bạn mà họ sấy lên ăn ngon lắm, giòn mà ngon lắm. Đây còn cái này là dưa gân. Ở Việt Nam mình gọi là dưa gân, còn bên đây gọi là gì? Cantaloupe. Cantaloupe hả?
cantaloupe, còn bên Việt Nam mình gọi đơn giản dưa gân, tại nó có gân cho nên gọi là dưa gân. Chỉ đơn giản như vậy thôi. Và mình rất thích ăn cái trái này, nó ngọt lắm các bạn, ngọt. Ngọt thay vì mình ăn dưa gan, mình phải trộn đường, bữa này mình khỏi trộn đường. Và một cái trái cuối cùng, đó là cái trái bí đao. Đây là trái bí đao cuối cùng. Trái bí đao này hồi nãy mua chắc cũng khoảng 2 đồng ha. Đồng mấy 2 đồng á. Khoảng đồng mấy 2 đồng á các bạn. Nó tính phao, nó tính phao đồng mấy một phao. Đó, rồi xong rồi cái nào mua trái bí đao này về để nấu nước uống. Rồi đó các bạn thấy không? Đó. Một ngày đi một buổi đi chợ, một buổi đi chợ 150. 150 có nhiêu đó đó các bạn. Các bạn thấy không? Là tương đương là 3 triệu mấy bên Việt Nam mình. Thì đó là ngày hôm nay mình đi chợ. À, 3 triệu mấy là được những gì thì đó các bạn đã thấy rồi đó. Thì cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Bye bye, hẹn gặp lại những video sau nhé.